Hello, chào các chị, các bạn ở cộng đồng mạng YouTube. Thì hiện nay thì em có mặt tại làng may Bình Lợi, đường số 3. Thưa quý vị, đây thì em xin giao lưu thì vô trong vườn mai chơi ha. Để mình quay phim những cây mai đó, lúc rất là đẹp rồi cả nhà. Đó. Em đi mà em phải né không nha cả nhà. Chúng mà đi phải né để tránh rụng nụ rụng nút gì. Chứ đây à, thấy em là thấy mùa xuân à. Thì nói chung là bữa đó mình thường quân Thủy Phan có nói vô thì em có nói rõ là tại vì tháng này thì lựa mai thì nó có được thay mình lựa ngay từ đầu, nghĩa là lựa từ đầu là sao là mua hết nguyên vườn á, nguyên clip á. Thì vậy đây là những cây mai mà các thương lái đã mua về trồng đó, và những cây mai ở ngoài cũng chắc cũng được lựa rồi cả nhà. Đây là nút rất là đẹp nha, nói chung là xương cành thì cũng đẹp dữ dằn lắm. Đây thì cả nhà đó, chị thấy không, mai mình đến nỗi em đi em còn thấy né 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 không đẹp. Cái này mai mình đi gì đâu anh? Đây. Con thấy không đó, bứng một cái bầu mai rất là đẹp gọn gàng nữa hả. Đây, chuyên nghiệp này cả nhà. Đây à, những cái gốc mai thì còn chừa lại cả nhà, nhìn thấy không, rất là đẹp nó. Trời ơi, Tết mà nếu mà ai mà chịu khó quý vị là cứ xuống làng mai Bình Lợi đi, thoải mái xuống làng mai Bình Lợi là giá nào cũng có hết. Gì không? Tôi nói giá nào cũng có hết chứ. Tôi nói gì đúng không? Rồi chúc em về em lưu ghim số điện thoại lên. Nói chung là Tết nếu mà cả nhà mà xuống làng mai Bình Lợi thì ở ngoài đường cũng được, ngoài đường ngay chỗ cầu đôi đi qua chút xíu quẹo vô cũng được, màu vô trong cái vườn cũng được, cũng được nữa. Giá nào cũng có hết cả nhà. Đây là chủ vườn nè. Anh em có liên hệ với tôi là tôi tin chắc. Số điện thoại là 0343040770 anh em ơi. Đó. Số điện thoại nha, 0343040770. Rồi. 0343040770. 70. Rồi anh em nào liên hệ đến chủ vườn nha. Cứ cả nhà cứ muốn trưng bày đây thú vị, đây. Cái những cây mai còn chừa lại cũng có đẹp không cả nhà? Em đi bò, em đi chắc xe
Còn cái này là đi này là đó ấy tàn đi lên xe cả nhà. Này thì xe lên đâu anh? Đắk Lắk hả? Đi thấy không? Miền Trung cũng đi cũng vô mai ở đây. Sáng mới đi xe Hà Nội rồi. À Hà Nội. Đúng rồi, ngày bữa đó không có quay con quay Quảng Ngãi nữa. À, Hà Nội bữa đó không có quay nữa. Đó. Đây. Khi nào cũng có hết cả nhà. Mà xuống làng Mai Bình Lợi thì giá cả thì cũng mềm. Vừa mềm vừa cứng nha cả nhà. Hả cây đẹp thì nó cứng, cứng. Để em quay lên cái. Đây. Đó. Còn hả nói chung á thì ở đây thì cái dạng là mai Giảo Thủ Đức thì em cũng đã có mua cái giống gì trên trở trong trồng rồi, nó rất là tốt, trồng mà rất là mau phát triển hơn là những cây mai mà em mua hai loại nha. Mai giống ở Bình Lợi á nó khác với ở Thạnh Lợi, thì em mua thử về hai loại giống thì thưa quý vị cũng cùng một loại phân như nhau, đó là phân chuồng với sữa dừa. Nhưng mà có rõ cả nhà thì cũng cùng một loại. Em cũng làm đúng thức như vậy nhưng mà sao thì cái độ tốt á thì nó lại khác hoàn toàn. Cái mai Bình Lợi nó phát triển rất là lẹ. Nào quý vị thấy không? Nó cái nhiêu đây dày xương cành đều ớt không nó nụ nữa. Trời ơi dày. Thấy chảy nước miếng này, cái này của người ta lựa rồi nha. Này em chỉ thị phạm cho cả nhà xem. Thì nếu mai công nghiệp thì mới xuống Bình Lợi chứ, mình trồng phải bán cho mau chứ, đúng không quý vị? Mọi người cũng đều thấy nó xương cành cởi kể cả hai bên. Em kéo review gần lợi miếng. Đây là chuẩn bị mai đi Đắk Lắk nha. Hai cái nhà. Đây. Gì thấy không? Xương cành đều hết toàn bộ, nhất rễ nhì thân tam cành tứ tán đó. Chứ em thì bông thì em chơi là chơi vậy đó, nhưng mà rễ thì bộ rễ thì có nghĩa là những người dành cho những người để cho bonsai. Nhưng mà ở đây thì ba loại nha, đó rất là đẹp. Ở đây có những anh em vác bài lên trên trên vậy. Quý vị. Và có những chuyến xe mà xuôi ngược đi đưa mai về miền Trung thưa cả nhà. Nó đang như đang chiếc xe đó là xe hàng của chủ hàng này. Và đang di chuyển mai về bắt Đắk Lắk đó cả nhà. Hồi sáng thì ngay chủ vườn hồi nãy nói là có một chuyến đã đi Hà Nội rồi quý vị. Như vậy thì quý vị có thể nói rằng là đây để em chụp cái màn hình kia. Đây là vườn của người khác nha, đây. Thì em cũng review sơ miếng. Đây là gọi là review sơ miếng. Quý vị nhìn kỹ không? Sữa cây mai rất là gọn gàng, rất là đẹp đẽ. Là có những dáng mà có cảm thấy mà mình mà cây này thì có những người lựa rồi cả nha. Đây. À. Mình xuống cái vườn mai á, thì mình dòm cái thân cây làn cây mai như thế nào. Thì mình xuống mình dòm thì thấy là mình phải chạy nước miếng chứ. Chúng ta thấy vườn mai bỏ đi cả nhà.
Nó thưa quý vị, mai tuy rằng những cái mai này không được cao nhưng mà nó rất là đẹp nha. Ở đây thì có lẽ là trồng mai giả Thủ Đức, bữa họ mới mua bên kia thì người ta nói là mai giả Thủ Đức không, còn không biết mai Thành Lợi là bao nhiêu. Thì ngày mai em ngẫu hứng qua dùng Thành Lợi với Thành Quá. Thì chủ kênh YouTube Kinh Quân Vlog cũng có review đất đai luôn cả nhà. Đâu có đâu bán, đâu đang YouTube đang quay trên, tôi tương tác lên cho lại cho người ta biết mình cái kênh review không. Mai với đất đai. Không tùy theo à, theo nó buổi chợ à, gặp đại gia nó còn chơi, nó ơi máu rồi nó chơi với ngọn. Đúng rồi, nó là vô giá mà. Ngày mai nó có, không có nói giá được. Không nói giá được. Nói chung là cái mai giống sẽ thử gì là gặp nó, người ta dân chơi, người ta biết chơi á. Biết chơi thì nó bây giờ hơn thua mấy triệu vài triệu lận. Nó không thèm nói tới, chứ còn thích khoái nữa. Mai đây thì nó giờ giá vô bao vô giá mà. Về chút xíu cho mấy anh lên đi chắc. Về xuống cỡ che chắn cái lỗ ổng cái vừa xuống che chắn cái đuôi xe lên lên tới cái này lên đi chứ. Vì năm rồi có những anh mà đi xuống dưới đây mà giác mai ha, bứng mai. Thấy gì mà tôi biết được cái làng mai Bình Lợi 3-4 năm nay thì chắc lẽ là tôi làm giàu rồi. Làm YouTube hả? Ờ đúng rồi, chủ kênh YouTube mà. Đó thưa quý vị. Đây. Ít người giác quá phải không? Ở dưới cái đống thì tại vì ta đang làm dưới mà. Đây chủ vườn đây. Mua bán rồi.
Không đi bên kia dễ đi Thảo. Tôi nói dễ đi hơn đó. Đây người ta cũng thương lái cũng xuống câu mai chứ quý vị. Tạm biệt cả nhà nha. Ông trời mưa quá em quay không được. Bye 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 bye. Nhớ cho em một like và chia sẻ nha.